Vào khoảng 11 giờ trưa nay, 30 tháng 1 tại trung tâm thế giới di động trên đường Cống Quỳnh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã gặp hỏa hoạn. Theo người dân cho biết, hàng loạt tiếng nổ lớn đã phát ra từ một gara ô tô phía sau trung tâm thế giới di động có địa chỉ tại 189 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, lửa đã bắt đầu bùng lên dữ dội, kèm theo đó là khói đen bốc cao hàng chục mét. Phát hiện ra đám cháy, nhiều nhân viên trong gara ô tô nói trên đã cùng hàng chục người dân sống xung quanh đó dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không hiệu quả. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan cùng huy động nhiều phương tiện chuyên dụng đến để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy nằm trong hẻm nhỏ, việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận đến 13 giờ, lực lượng cơ quan chức năng vẫn đang tích cực dập lửa. Hiện khu vực đám cháy đã bị phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện chưa có thông báo thương vong về người.